Vâng, xin chào mọi người nhé. Hôm nay là mình làm với thịt chó nướng này. Mình làm với thịt chó mà gọi là xiên chả đây. Xiên chả nướng thì đây thịt chó mình đã mua về như này. Trong khi đó là cái món chả nướng là có mắm tôm này, riềng này, sả này, mẻ này, bột nghệ này. Còn để mình sơ chế cái thịt chó ra nhé. Thịt chó này là mình xắt làm sao nó vuông vuông vừa miếng thôi. Đấy, như tầm này là được này. Đấy, đấy tí chả chó ăn uống. Đấy, khi riềng mình cạo sạch rồi này, mình xắt nhỏ lên cho mình cho vào cái cối mình xay đấy nha. Cối xay mình xắt nó nhỏ nhỏ mới xay được nhé. Đấy, nhỏ mỏng mỏng này mình xay. Cái xả mình vậy nhá. Xả mình thái nhỏ nhỏ mình cho cối mình xay lên cả. Xay vào xong để ướp cái thịt chó là đi nướng. Cái thịt chó này thì riềng sả mình đã xay nhuyễn rồi này, để mình cho vào là mình ướp nhé. Ướp nói mắm tôm. Mẹ 19 cho tí bột nghệ vào nhé. Đấy, trong thì mình bóp trộn đều nên bóp ướp ướp được nửa tiếng xong thì cho đi nướng nha. Cái chả thịt chó này ngon lắm, ngon tuyệt vời luôn. Đấy, thế là mình đã ướp nếm nửa tiếng, mình cho đi xiên nướng. Sau khi mình ướp được 30 phút rồi thì mình dùng bằng cái xiên sát này để mình đi sâu nhé. Đấy, mình sau cho mình nắn cho nó vuông vuông cái miếng thịt này. Đấy,
cái chả chó này rất ngon. Đấy, mình sau thành xiên như này rồi này. Đấy, được 4 xiên thì để mình cho đi nướng nhá. Bây giờ mà mình cho đi nướng bếp than này nhá. Bếp than là cái chả chó này ngon lắm này. Đấy, vàng ươm. Đấy, để cho chín này mình đánh chén nhá. Đấy. Chả nó chín. Nhìn ngon quá, nó ngon này này. Đấy, chả chó đã vàng ươm sắp chín rồi đấy. Xoay xoay xoay. Úi xồi, mùi thơm giềng. Chả chó này thì quá đỉnh ngon. Mình nướng bằng cái than này nó là nệ thơm hơn nhiều. Rồi để tí chín này mình đem vào mình nhắm nhá. Chả chó cũng đã xong rồi đây này. Để mình rút ra để ăn nhá. Mời mọi người nhá. Đấy, u chuột thơm ngon. Ăn ăn miếng. U chuột đây. Đấy. U. Ngon tuyệt.